Chương 673: Tiên Nguyên Cổ Thụ. Vùng quặng mỏ của chúng ta là khu quặng mỏ có diện tích mênh mông nhất Huyết Nham Địa. Những đệ tử đóng ở đây ước chừng khoảng 100 người. Đương nhiên số lượng này đối với cái nơi hỗn loạn như Huyết Nham Địa không được coi là nhiều. Nhưng cũng may mà tên tuổi đạo tông chúng ta không tệ, bình thường cũng sẽ không có người hoặc thế lực nào đuôi mù mà không biết đánh chú ý với chúng ta. Vùng trời phía trên quặng mỏ đỏ thẫm, có mười mấy bóng người lướt qua. Nguyên Phương ở vị trí phía trước chậm rãi giới thiệu cho bọn Lâm Động tất cả vùng quặng mỏ thuộc về đạo tông bọn họ. Cả người phi hành ở giữa không trung, ánh mắt Lâm Động cũng không ngừng đảo nhìn xung quanh. Kể ra thì phòng ngự nơi này cũng coi như là nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có người từ không trung lướt ngang qua, cảnh giới quan sát mọi động tĩnh xung quanh quặng mỏ. Diện tích của vùng Niết Bàn Tinh khoáng này vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Động rất xa. Năm đó lúc ở trấn Thanh Dương, hắn cũng từng phát hiện ra quặng mỏ Sương Nguyên Thạch. Có điều nơi đó so với nơi này, ngay cả một góc cũng không bằng. Sau khi Nguyên Phương dừng lại, một cái hàng người dần dần tiến sâu vào quặng mỏ. Nơi này so với bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm. Cả vùng đại địa dường như là muốn bị đốt cháy lên vậy, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. Bóng Nguyên Phương lướt qua, đột nhiên hạ xuống trên một cái tảng đá nhô cao, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Phía sau nàng ta, bọn người Ứng Hoan Hoan, Lâm Động nhanh chóng hạ người xuống, ánh mắt trông về phía xa. Phía trước thạch phong là một mảng rừng rậm đỏ thẫm. Trong rừng rậm, đại thụ mọc san sát với nhau, những chiếc lá màu đỏ bị cơn gió nhẹ đảo qua lập tức vũ động ảo ảo hệt như một cái biển lửa. Ánh mắt Lâm Động đảo qua rừng rậm đỏ thẫm, chợt ánh mắt ngừng lại. Dựa vào tinh thần lực, hắn cảm nhận được trong rừng rậm kia có tới mấy chục luồng ký tức. Những ký tức này tràn ngập sự thô bạo và hung sát. Hơn nữa, mỗi một luồng ký tức đều là cực kỳ dũng mãnh, e rằng không kém chút nào với người đã bước chân vào ngũ nguyên niết bàn. Yêu thú sao? Lâm Động nhìn về phía Nguyên Phương hỏi. Hỏa tinh yêu viên, một cái loài yêu thú trong Huyết Nham Địa cực kỳ khó đối phó. Một khi xuất hiện đều là tụ tập thanh đan, hơn nữa thực lực mỗi con là vô cùng hung hãn. Ở đây tối thiểu không dưới 40 con. Nếu như thực sự phải giao đấu, cho dù đuổi được bọn chúng đi thì đệ tử ở đây e rằng cũng tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Phương nhấn mạnh nữ nói. Nhiều hỏa tinh yêu viên thế sao? Khương Côn cùng Viên Năng bên cạnh cũng là kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đã bước chân vào thất nguyên niết bàn, nhưng số lượng nhiều như thế cũng là tương đối lan dài. Phương tỷ, trước kia vùng phụ cận không có hỏa tinh yêu viên xuất hiện thì phải, bây giờ đột nhiên sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Ứng Hoan Hoan chau mày hỏi. Điều này ta không rõ lắm. Hơn nữa, những hỏa tinh yêu viên này thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu chúng ta khai thác quặng mỏ, ta cũng bị bức tới mức hết cách mới gửi tin về cho đạo tông. Nguyên Phương lắc đầu nói, trong cánh rừng kia có lẽ có thứ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú. Lâm Động đột nhiên lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, yêu thú cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng thiên địa, bọn chúng không tập trung vô duyên vô cớ, chắc chắn có mục đích nào. Cánh rừng này trước kia chúng ta đã dò xét qua, cũng không xuất hiện thiên tài địa bảo nào. Nguyên Phương chau mày nói, trước kia không có, không có nghĩa là bây giờ không có. Lâm Động giang tay ra nói, bây giờ e rằng phải đi vào một chuyến mới biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm cánh rừng đỏ thẫm phía xa. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy nguyên lực thiên địa ở đó dường như có dấu hiệu hỗn loạn cực kỳ mơ mịt. Đi vào đó ư? Những hỏa tinh yêu viên kia trong đó không dễ đối phó, Nguyên Phương nói. Bọn người không có bên cạnh gật đầu, muốn xông qua hết số lượng hỏa tinh yêu viên phong tỏa nhiều như vậy không phải đơn giản. Hơn nữa không ai biết được bên trong cánh rừng rậm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Động nhíu mày. Nếu như cứ xông thẳng thì có thể được, nhưng mà bọn họ ở đây có đủ tư cách đó, e rằng chỉ có 4 người bọn họ. Giao cho ta đi, hà tất phải tranh cãi với những tên đần này. Trong lúc Lâm Động chậm ngâm, Ứng Hoan Hoan kia đã chậm rãi bước đi, nhẹ giọng cười nói. Lâm Động kinh ngạc một chút, nhìn đôi mắt to đen nhánh của thiếu nữ kia, cũng không nói gì thêm. Hắn sẽ không bởi vì tuổi tác nhỏ của làng ta có chút nghi ngờ có thể trở thành đại đệ tử tân truyền của thiên điện. Nếu nói Ứng Hoan Hoan không có bản lãnh thực sự, e rằng kẻ ngốc cũng không tin.
Thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan khẽ động, lướt nhẹ đi, chốc lát xuất hiện ở phía không trung trên cánh rừng, giơ cái đôi tay ngọc ra, một luồng nguyên lực như lụa trực tiếp đánh vào trong rừng rậm. Hống, nguyên lực vừa nổ tung trong rừng rậm, lập tức có một cái tiếng gào thét phẫn nộ trộn lẫn với hùng sát vang vọng. Sau đó, khi nghe thấy từng trận tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng đỏ cực lớn mang theo cái khí tức hùng sát khắp người xuất hiện bên cạnh những cái gốc cổ thụ gần đó, ánh mắt hỏa hồng sắc hùng hàng nhìn chăm chăm Ứng Hoan Hoan đang ở phiêu phủ không trung. Lúc này Lâm Đậu cũng nhìn rõ được hình dạng của những hỏa tinh yêu viên này. Hình thể bọn chúng ước chừng cao mấy trượng, toàn thân màu đỏ chót, nhìn qua giống như một cái tầng tinh thạch bao vây lấy. Một cái cỗ năng lượng cuồng bạo không ngừng từ thân thể bọn chúng cuộn cuộn tuôn ra. Ứng Hoan Hoan truyền ra huyền phù giữa không trung, trên cao liếc mắt nhìn những cái hỏa tinh yêu viên bên dưới, lại lỡ lụ cười xuyên một cái, duỗi đôi tay thon dài khép vụt qua hư vô phía trước mặt, cùng với bàn tay ngọc ngà lướt qua kia, mơ hồ có từng luồng năng lượng màu xanh nhạt hội tụ mà tới, thoạt nhìn đúng là vài sợi dây đàn màu xanh tinh tang. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng gậy lên những cái sợi dây đàn, lập tức từng tiếng đàn du dương từ dưới đầu ngón tay ngọc ngà thon thả huyền phù mà ra. Đồng tử Lâm Động dừng lại nhìn vào mấy cái đầu ngón tay của Ứng Hoan Hoan, lời phát ra cái tiếng đàn kỳ quái đó. Lúc tiếng đàn truyền vào tai hắn, lại xuất hiện chút gì đó mơ hồ, lập tức trong lòng đột nhiên rung mình, hơi lực cuộn trào, trực tiếp che lấp hai tay, ngăn cách với tiếng đàn kia. Sóng âm công kích. Trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ Ứng Hoan Hoan lại có thể lấy tiếng đàn làm thủ đoạn công kích. Cái loại thế tiến công bằng sóng âm này thực sự có chút làm người ta khó lòng đề phòng. Thình thịch. Trong lúc Lâm Động kinh ngạc, đám hỏa tinh yêu viên trong cánh rừng kia hai mắt vốn hung sát lúc lạnh nhắm lại, sau đó từng con một rơi xuống, sau đó rơi thẳng xuống đến mặt đất, cả người run rẩy. Xem bộ dáng này không ngờ toàn bộ bị Ứng Hoan Hoan thôi miên cả rồi. Đã xong, kết thúc công việc. Ứng Hoan Hoan thấy thế, khóe môi nhích lên, mới là gạt bỏ sợi dây đàn trước mặt, quay lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của Lâm Động, lòng lập tức đắc ý. Tiểu tử, xem người làm cái bộ điềm tĩnh trước mặt na à. Lợi hại. Lâm Động nhịn không được gật đầu, trong lòng đối Ứng Hoan Hoan lần nữa xem trọng hơn không ít. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được có người dùng hợp nguyên lực và tiếng đàn. Nghĩ đến cho dù án, nếu như chính diện đối mặt với loại công kích này của Ứng Hoan Hoan có lẽ cũng đã cảm thấy khó khăn. Đi thôi, chúng ta vào rừng xem rốt cuộc thứ gì dẫn những cái thứ đó tới. Ứng Hoan Hoan vẫy vẫy tay, rất có dáng điệu của một đại tỷ dẫn đầu. Sau đó, xung phong đi trước, trực giác tiến lao về phía rừng rậm đỏ thẫm kia. Phía sau làng, đám người Lâm Động nhanh chóng bám theo. Một đoàn người trực tiếp xông vào rừng rậm, bởi vì không có sự ngăn cản của đám hỏa yêu tinh viên, cho nên bọn họ tương đối thuận lợi tiếp cận khu trung tâm bên trong rừng rậm. Phốc, bóng dáng Lâm Động đáp trên cành cây, sau đó chau mày lần nữa. Từ sau khi vào khu rừng này, hắn cảm thấy cái dấu hiệu của sự hỗn loạn bên trong nguyên lực thiên địa. Ngọn nguồn của loại hỗn loạn này dường như không xa phía trước. Lâm Động ngẩng đầu liền nghe thấy Ứng Hoan Hoan phía trước phát ra tiếng hô kinh ngạc, lòng lập tức tim đập mạnh, thân hình bay vọt ra. Thân ảnh chỉ lóe lên mấy cái xuất hiện bên cạnh làng ta, còn Ứng Hoan Hoan lúc này mở to đôi mắt, trên mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn phía trước. Phía trước bọn họ là một vùng đất màu đỏ, chiếc điều bề mặt đất đã bị lứt ra, một gốc cây màu đen chui từ dưới đất lên, thân cây cứng cáp, cành lá lằm ngang dọc, lóe lên màu sắc cứng rắn, sắt thép lạnh như băng. Trên gốc cây có thể nhìn ra một phù văn cổ xưa dường như do tự nhiên hình thành. Trong lúc mơ hồ, loại ba động không ngừng từ trên gốc cây đó lặng yên phát ra. Hơn nữa, điều khiến cho người ta chú ý, trên gốc cây màu đen đó có treo 5 quả thực thuần màu đỏ giống như đang bốc cháy, nhưng quả thực đang lung lay sắp rơi, dường như rơi xuống. Đây là đồng tử Lâm Động có chút cò rút lại. Hắn không biết thứ này, nhưng nhìn những cái loại ba động của thứ này tuyệt đối không tầm thường. Tiền nguyên cổ thụ. Bàn tay trắng loãng như ngọc của Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng đưa lên che miệng lại, đôi mắt ẩn chứa vẻ đầy kinh ngạc. Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt bọn Khương Côn cũng ngơ ngác, trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người bị gốc cây màu đen kia
chui từ dưới đất ra hấp dẫn. Ứng Hoàn Hoàn vô cùng kinh hỉ, nhìn chằm chằm gốc cây màu đen kia, lại nhịn không được muốn tiến lại gần. Nhưng khi ngay khi nàng bước tới mấy bước thì sắc mặt Lâm Động bên cạnh đột nhiên kịch biến, vội vàng chụp lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng ta, thân hình rất nhanh lùi phía sau. Ầm, trong nháy mắt khi Lâm Động túm lấy tay Ứng Hoàn Hoàn phóng lùi lại, nơi bọn họ đứng đột nhiên lứt một cái khe lứt, một bàn tay to lớn hỏa hồng mạnh mẽ đập lát mặt đất. Sau đó cái bóng màu đỏ to lớn dưới lòng đất lao vút qua, rơi tới bên cạnh gốc cây màu đen kia. Lâm Động mang theo Ứng Hoàn Hoàn rơi xuống gốc đại thụ gần đó. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đám bụi đất bay tung tóe đằng kia, nơi đó có một con vượn khổng lồ hung sát, cả người đỏ rực như là hỏa diễm, đang đứng lơ lửng. Luồng khí hung sát dâng lên cuồn cuộn ngất trời giống như cơn gió lốc vậy, thổi quét khắp nơi. Hỏa tinh viên vương. Ngay khi Ứng Hoan Hoan nhìn thấy đầu hỏa viên có màu sắc tuyệt đối không giống với hỏa tinh yêu viên lúc trước, khuôn mặt xinh đẹp cũng là khẽ biến đổi. Chương 674. Hỏa tinh viên vương. Bụi đất tung bay mờ mịt trong rừng rậm. Lúc này ánh mắt của đám người Lâm Động đều là xuyên thấu qua tầng bụi đất, dừng lại trên người con vật to lớn phía trước không xa. Thân hình cực lớn của nó giống như là hỏa tinh yêu viên trước đó, chỉ có điều là to lớn hơn rất nhiều, màu sắc toàn thân nồng đậm hơn. Nhìn từ xa giống như là đang mặc một cái kiện tinh giáp bằng lửa cực dày. Hơn nữa trong đôi mắt hỏa hồng sắc của đầu yêu viên này lại có loại khí tức xạo trá hùng sát sống con người tuôn trào, vừa nhìn đã biết nó linh trí không thấp. Hỏa tinh viên vương sao? Ánh mắt Lâm Động cũng vì cái tiếng hồ của Ứng Hoan Hoan mà có chút dừng lại. Từ trên mình của đầu yêu viên này, hắn cảm nhận được cái thứ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tuôn ra. Hắn là thực lực của nó e rằng vượt xa hỏa tinh yêu viên tầm thường kia. Không ngờ ngay cả hỏa tinh viên vương cũng xuất hiện. Cái tên này ở huyết nhàm địa cũng có chút tiếng tăm, chỉ có điều từ trước tới nay là tu luyện nơi thâm sơn, không ngờ lần này xông vào nơi của chúng ta. Ánh mắt Nguyên Phương lạnh lùng nhìn cái đầu quái vật khổng lồ khí thế hung sát đằng kia, lạnh giọng nói: Hoan Hoan, không sao chứ? Lúc hai người bọn Cương Cồn Viên Năng cũng lướt đến bên cạnh Lâm Động, nhìn Ứng Hoan Hoan không ngớt lời hỏi thăm. Không sao. Ứng Hoan Hoan nhìn với Lâm Động chần chừ một lúc, vừa định cảm ơn hắn vừa ra tay cứu giúp, không ngờ Lâm Động đã chủ động khoát tay rồi. Sau đó không chớp mắt nhìn chăm chăm hỏa tinh viên vương không xa. Bộ dáng này làm Ứng Hoan Hoan nhịn không được khẽ nguýt dài một cái: Hút hết đi cho bổn vương, đồ vật này là do lão tử phát hiện trước. Ở phía trước, bàn tay to lớn của hỏa tinh viên vương hung hăng vất mạnh một cái về trước mặt, cuồng phong nhất thời nổi lên, thổi tan bụi đất mờ mịt. Cặp mắt hỏa hồng hùng sát nhìn chăm chăm đám người Lâm Động, trong miệng lại phát ra âm thanh đầy sát khí hung hãn. Đã tu luyện đến cấp bậc này, linh trí của hỏa tinh viên vương hiển nhiên không kém nhân loại. Nếu như không phải bởi vì huyết mạch của nó không được tính là tinh thuần, e rằng đã biến thành hình người. Buồn cười, toàn bộ khu vực vùng quạng mỏ này trước giờ là thuộc sở hữu đạo tông chúng ta, những vật nơi này đều là ở đạo tông, lúc nào tới phiên ngươi nhúng mũi vào. Hỏa tinh viên vương, nếu như ngươi biết điều, sớm mang tộc nhân của ngươi trở về núi. Nếu không, tới lúc đó cường giả đạo tông chúng ta tới, bao làm tu luyện gian khổ của ngươi e rằng phải trôi theo dòng nước. Nguyên Phương cười lạnh nói: Hắc hắc, lão tử sống từng ấy năm, có chuyện gì từng chưa thấy? Đừng đem đạo tông ra hù lão tử. Muốn lão tử ngoan ngoãn rút lui, giờ vào những mao đầu tiểu tử các ngươi e rằng chưa đủ tu cách. Hai mắt hỏa tinh viên vương lóe lên, chợt lạnh lùng cười nói: Khẩu khí lớn thật. Trong đôi mắt của Ứng Hoan Hoan xẹt ra một tia lộ khí nói: Tên to con nhà ngươi cũng chỉ là tới cấp bậc thất nguyên niết bàn mà thôi, không có tư cách bừa bãi như vậy trước mặt bọn ta. Tuy rằng từ trước tới nay sức chiến đấu của yêu thú mạnh hơn, hỏa tinh viên vương chỉ là thất nguyên niết bàn, thế nhưng khí thế của nó đương nhiên không kém cường giả bát nguyên niết bàn. Cho dù là vậy, nhưng mà bọn họ ở nơi đây kiểu kể cả Lâm Động có sức chiến đấu vượt xa đẳng cấp bên ngoài, thì đã có tới 4 kẻ đạt tới thất nguyên niết bàn, 4 người liên thủ e rằng hỏa tinh viên vương cũng chẳng có chỗ tốt. Lâm Động, tiền nguyên cổ thụ kia chúng ta nhất định phải đoạt bằng được. Lâm Động dứt lời, ánh mắt Ứng Hoan Hoan nhìn cặp môi thanh tú nhẹ nhẹ động đậy, có âm thanh rất nhỏ truyền đến bên tai Lâm Động.
Vật kia hiếm vậy sao? Lâm Động hỏi lại một câu đối với tiên nguyên cổ thụ này hắn không hiểu rõ. Đúng vậy, hơn nữa thứ đó với một cái tông phái mà nói có tác dụng rất lớn. Tiên nguyên cổ thụ này có thể tự động hấp thu năng lượng của thiên địa, từ đó ngưng tụ thành quả thực. Các loại quả thực này đối với việc tu luyện của những đệ tử cấp độ như chúng ta lợi ích cực kỳ to lớn. Lâm Động liếc mắt nhìn năm cái quả thực màu đỏ thẫm trên gốc cây màu đen kia, từ bề mặt của chúng, hắn quả thực cảm nhận được một cái nguồn năng lượng cực kỳ hùng hồn. Chẳng qua số lượng ít ỏi thế này, đối với một tông phái siêu cấp mà nói, có phải là muối bỏ biển hay không? Tiên nguyên cổ thụ chúng ta nhìn thấy trước mắt có lẽ là trạng thái cây con. Ta không xác định bên trong nó có hạt giống tồn tại hay không. Nếu như có hạt giống, giá trị của nó tăng vọt gấp mấy lần trăm lần. Hạt giống, ánh mắt Lâm Động ngừng trọng lại. Trong nghiên môn cũng có một gốc tiên nguyên cổ thụ, nhưng mà gốc cổ thụ đó trải qua sự chăm sóc của bọn họ sớm đã thành thục. Nghe nói bây giờ to lớn ngàn trượng, mỗi một lần cái cổ thụ kết quả có thể thu được mấy ngàn tiên nguyên cổ quả. Mà các đệ tử nguyên môn có thể mạnh hơn so với các đệ tử tông môn phái khác cũng là dưới tác dụng của tiên nguyên cổ thụ không thể thiếu được. Hàm răng ứng ngoan ngoan khẽ cắn môi, lúc này khuôn mặt xinh đẹp ấy đã trở lên ngưng trọng dị thường. Lòng Lâm Động giật lấy mình, mỗi một lần kết quả là mấy ngàn quả sao? Nếu đúng như vậy thì bút tích kia thực sự có chút khủng bố. Nhưng mà muốn chăm chút, một gốc tiên nguyên cổ thụ đã tới mức như vậy thì tâm huyết e rằng rất đáng sợ. Với thực lực một người e rằng các bạn không làm được. Nếu như tiên nguyên cổ thụ này thực sự có hạt giống thì vậy, việc này truyền về đạo tông có lẽ là tầng lớp cao tầng cũng là chấn động không nhỏ. Lâm Động thì thào lẩm bẩm, một khắc sau dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt thoáng chốc nghiêm nghị hẳn. Hạt giống một khi quý giá như vậy, nếu như tin truyền đi, tất nhiên bị chấn động cả khu vực này. Huyết nham địa này không phải là vùng đất lành, đến lúc đó không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chăm chăm nơi đây, nói không chừng còn có hung đồ âm thầm ra tay cướp đoạt. Ngay cả sức uy hiếp của đạo tông cũng giảm đi rất nhiều. Với bản lĩnh của bọn đệ tử lần này, rất khó khăn chấn áp được hung đồ vô pháp vô thiên của huyết nham địa kia. Lâm Động nghiêng đầu, vừa lúc Ứng Hoan Hoan cũng nhìn chằm chằm phía hắn, bên trong đôi mắt to đen nhánh một cái sự ngưng trọng nặng nề, khiến nên bọn họ không ngờ rằng chỉ một lần nhiệm vụ thông thường kết quả trở nên nghiêm trọng thế vậy. Lâm Động mấp máy môi, sau đó cặp mắt cụp xuống dùng giọng nói chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được nói khẽ: đã như vậy viên vương này không được thả đi. Giọng nói Lâm Động rất khẽ, nhưng lòng mọi người Ứng Hoan Hoan, Khương Côn đột nhiên nhảy xuống một cái. Trong lời quán bọn họ nghe thấy rõ trong đó ẩn chứa một cái tia sát ý lạnh buốt thấu xương. Mấy người thoáng im lặng, thật ra bọn họ hiểu rõ, nếu như thả hỏa tinh viên vương này đi, sau khi tin tức về với tiên nguyên cổ thụ xuất hiện, mang ra bao nhiêu phiền phức cho bọn họ. Nhưng mà lúc này bọn họ không có cách gì, chỉ là trong chốc lát lòng có thể sinh ra một cỗ sát ý vô tình. Dù sao bọn họ chưa từng có được kinh nghiệm loại lạnh như Lâm Động. Lâm Động nói không sai, không thể hạn thả hắn đi. So với ba người bọn Ứng Hoan Hoan, Nguyên Phương hiển nhiên lộ ra thành thục hơn, ánh mắt chợt lóe gật đầu. Nghe thấy Nguyên Phương nói thế, Ứng Hoan Hoan cũng đành kẽ cắn nhẹ hàm răng ngà, quyết định thật nhanh nói: Khương Côn, Viên Năng, hai người các ngươi ra tay chính diện chặn nó lại. Lâm Động người hiệp trợ bên cạnh, Phương Tỷ an bài đệ tử phong tỏa khu vực này. Tuy rằng Ứng Hoan Hoan nghe nói chuyện Lâm Động và Tưởng Hạo giao thủ không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không có sắp xếp bọn hắn để ở vị trí trước tiên. Nói cho cùng, họa tinh viên vương trước mặt thực lực mạnh hơn nhiều so với Tưởng Hạo, một chút sơ sẩy có lẽ là bị trọng thương. Nghe được sự sắp xếp của Ứng Hoan Hoan, Lâm Động không nói gì thêm, nhìn về phía Nguyên Phương khẽ nói: Phương Tịch, lúc trước họa tinh yêu viên bị thôi miên ấy cũng không lên để chạy một thế nào. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi cực kỳ bình tĩnh của Lâm Động, lòng Nguyên Phương cũng kinh ngạc một trận. Hiển nhiên không ngờ với tuổi tác quán như thế mà tâm tư cẩn thận tàn nhẫn tới vậy. Còn may hắn là đệ tử của đạo tông bọn họ, nếu không hay rằng thực sự khiến cho người ta có chút ăn ngủ không yên. Lâm Động sư đệ, người ngăn chặn viên vương từ đó bên cạnh là được, phần còn lại cứ giao cho chúng ta. Khương Côn phất ống tay, rất có sự quyết đoán. Động thủ. Một cái tiếng quát nhẹ đột nhiên phát ra từ miệng Ứng Hoan Hoan. Ngay sau đó nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ trong cơ thể hai người Khương Côn bùng phát, cho thân hình bọn họ nhanh như chớp lướt đi. Khí tức sắc bén lập tức bao phủ toàn thân họa tinh viên vương cách đó không xa. Lúc hai người Khương Côn động thủ, thân thể Ứng Hoan Hoan nhảy dựng lên, rơi lên một cái cây đại thụ
đôi tay ngọc vẫy vẫy, một cái cây đàn tranh toàn thân màu xanh giống như là vị thúy hiện ra. Sau đó một trận ba động làm cho Lâm Động cảm thấy kinh ngạc, từ trên cây đàn tranh cổ xưa chậm chậm khuếch tán. Chương 675: Kịch đấu viên vương. Trên gốc đại thụ, thiếu nữ áo xanh váy trắng ngồi xếp bằng, đàn tranh xanh biếc giống vị thúy được là nhẹ để trên hai đầu gối, bàn tay ngọc thụ trắng muốt như dương chỉ bạch ngọc nhẹ nhàng đưa ra, sau đó chậm chậm rơi xuống trên dây đàn. Tính tăng, dây đàn khẽ rung, không gian xung quanh ứng hoàn hoàn dường như vặn vẹo một trận. Cô nàng lúc lại đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú cây đàn tranh phía trước, trong chớp mắt dường như rơi vào một trạng thái cực kỳ chuyên chú và tập trung tư tưởng. Một loại chấn động vô cùng kinh người từ thân thể nàng và cây đàn tranh trước mặt nháy mắt lan tràn ra. Lâm Động tựa hồ có chút kinh hãi, nhìn cỗ ba động kinh người đang tản mát từ trên thân thể ứng hoan hoan, chợt ánh mắt liếc xuống trên cây đàn tranh màu phỉ thúy bên dưới, đồng tử co rụt lại một chút. Là linh bảo sao? Từ chấn động kinh người mà xem, cây đàn tranh trong tay ứng hoan hoan hiển nhiên là một linh bảo cực kỳ cương đại. Hơn nữa nhìn vào mức độ của sự ba động, thậm chí so với Hắc Long phiên ấn của hắn ở chiến trường viễn cổ còn cường hãn hơn. Có lẽ trong tầng cấp linh bảo thiên cấp cũng đủ xưng là thượng đẳng, thân phận nhà đầu kia e rằng không kém. Trong lòng Lâm Động lấy lên suy nghĩ này, các loại linh bảo thiên cấp thượng đẳng này hiển nhiên chính là bảo vật không tầm thường, nếu như mang ra bán đấu giá chí ít cũng là hơn ngàn vạn niết bàn đan. Các đệ tử bình thường căn bản không có nổi khoản tiền lớn tới vậy. Mà đối với thân phận ứng hoan hoan, Lâm Động lại biết được không nhiều lắm. Hắn chỉ biết rằng tỷ tỷ của làng là đại sư tỷ Thiên Điệp, là nhân vật xuất chúng nhất trong số thế hệ trẻ tuổi đạo tông bây giờ. Xem ra cái đôi tỷ muội này trong đạo tông có lẽ bối cảnh không hề đơn giản. Đồng, trong lúc ý nghĩ của Lâm Động xoay chuyển, hai người Khương Côn Viên Năng đã lướt mạnh qua, nguyên lực hùng hồn bạo phát, trực tiếp bao phủ toàn thân Họa Tinh Viên Vương. Muốn động thủ sao? Muốn chết? Họa Tinh Viên Vương nhìn thấy màn này, trong mắt hỏa hồng lóe lên sát ý hung ác. Đối diện với thế công liên thủ của hai người Khương Côn, không hề dấu hiệu rút lui, trái lại còn sải bước ra, sát khí ngập trời tràn ra che kín cả bàn tay to lớn, giống như là tinh thể hỏa hồng. Trên nắm tay còn mang theo một cái cỗ kình phong sắc bén, hùng hằng vỗ tặng phía hai người Khương Côn. Âm âm, quyền phong cuồng bạo dị thường do ba người trực tiếp va chạm lẫn nhau ngay giữa không trung. Trong lúc hai bên tiếp xúc, một cái thanh âm va chạm nhất thời vang vọng khắp toàn trường. Sau đó là một cái cỗ lốc xoáy năng lượng cực kỳ kinh người trong khoảng khắc thổi quét tới, trực tiếp đẩy lùi hai người Khương Côn lùi về sau mấy bước. Mà bên kia Họa Tinh Viên Vương cũng chỉ là lùi về sau hai bước là ổn định được thân hình. Sức chiến đấu dũng mãnh của yêu thú vào lúc này triển lộ hoàn toàn không nghi ngờ. Chút xíu năng lực ấy cũng dám gây phiền phức cho bổn vương sao? Thật là chẳng biết trời cao đất rộng. Một quyền đẩy lùi hai người Khương Côn, Họa Tinh Viên Vương lớn tiếng cười, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường và châm biến. Nhưng ngay khi hắn dứt tiếng cười, một cái tiếng đàn du dương đột nhiên vang vọng, sau đó từng đạo sóng âm xanh biếc từ không trung nhanh chóng tỏa ra, nháy mắt bao vây lấy toàn thân Họa Tinh Viên Vương. Cái quỷ gì thế này? Cặp mắt hỏa hồng sắc của Họa Tinh Viên Vương chợt lóe, một quyền oanh kích ra lệnh thẳng những cái luồng sóng âm xanh biếc khuếch tán kia. Sau đó chỉ nghe thấy cái tiếng răng rắc, những sóng âm kia lại là bị một quyền của hắn phá tan, chịu không nổi một đòn. Nhìn thấy những vệt sóng âm, ngay cả một đòn của bản thân cũng chịu không nổi, Họa Tinh Viên Vương cười nhếch mép lạnh lùng. Nhưng mà nụ cười lạnh lùng hắn chưa rõ ràng đột nhiên cứng đờ lại, bởi hắn phát hiện những đạo sóng âm bị hắn phá vỡ không có tiêu tán, mà trái lại giống như là giỏi bám vào trong xương, bám chặt trên người hắn, cuối cùng nhanh chóng xâm thực trong thân thể của hắn, mà theo những cái điểm sáng xanh biếc ấy xâm nhập vào cơ thể. Họa Tinh Viên Vương lập tức biến đổi, bởi vì hắn nhận thấy được những nơi mà điểm sáng xanh biếc kia lướt qua, cơ thể hắn chuyển ra cái cơn tê liệt rất nhỏ, thậm chí ngay cả lực lượng bắt đầu tuôn ra có chút tắc nghẽn không thông. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết? Thời điểm này Họa Tinh Viên Vương mới biết được sự lợi hại của những sóng âm này, hắn liền gầm lên giận dữ, hai mắt hỏa hồng sắc nhìn thiếu nữ áo trắng váy xanh trên cái cây đại thụ, bàn chân khổng lồ hung hăng dậm mạnh trên mặt đất, hóa thành một cái đạo thân ảnh rực đỏ và lẫn với khí sát cuồn cuộn ngất trời lướt mạnh về phía ứng hoan hoan. Tinh, ánh mắt ứng hoan hoan vẫn là dừng trên cái cây đàn tranh, nhưng là hiển nhiên nhận thấy được luồng kinh phong thô bạo đột nhiên ập tới, lập tức ngón tay
nhỏ trắng như ngọc đột nhiên lướt nhẹ trên thân cây dự án đàn trách một chút. Một làn sóng âm mạnh mẽ, xanh biếc sáng chói như là chớp, từ trên cây đàn tranh bạo lược hóa thành những cái mũi tên. Ánh sáng xanh biếc phô thiên cái địa bắn ra giống như là một trận mưa tên hùng hằng bắn về phía Hỏa Tinh Viên Vương. Đinh đinh, những cái mũi tên ánh sáng xanh biếc ấy chút hết trên người Hỏa Tinh Viên Vương. Những mũi tiễn này cực kỳ sắc bén, cho dù là lớp da của Hỏa Tinh Viên Vương có tầng phòng ngự cực mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhói đau lên từng cơn. Hơn nữa, những đạo quang tiễn này trong lộ tung lại không có tản đi, ngược lại hóa thành dịch thể xanh biếc dính lên thân thể của Hỏa Tinh Viên Vương, lại không ngừng chui vào thức cơ thể quán. Hống, Hỏa Tinh Viên Vương hiển nhiên bị cái thủ đoạn của Ứng Hoan Hoan làm cho nổi giận. Hỏa hồng trong mắt nhất thời lóe lên sáng rực, hồng quang cuồn cuộn ngất trời đột nhiên từ cơ thể hắn bùng phát, không ngờ có thể phá tan được cái tầng dịch thể xanh biếc quanh thân. Sau đó, một bàn tay cực lớn hướng phía Ứng Hoan Hoan đập mạnh một cái. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan khẽ ngước, nhìn về bàn tay cực lớn hung hăng đập về phía mình của Hỏa Tinh Viên Vương, thế nhưng lại không có dấu hiệu né tránh. Đúng lúc này thì một cái thiết ấn màu đen khổng lồ đột nhiên gào thét bay tới, đón gió lớn cực nhanh, chợt có thanh âm lòng ngầm vang vọng khắp nơi. Một đạo long linh màu đen từ trên thiết ấn gào thét mà ra, long cự đại của long chảo cự đại của đầu long linh kia hung hăng va chạm với cự quyền của Hỏa Tinh Viên Vương đang đánh tới. Ầm, kình phong cuồng bạo nháy mắt lan tràn, đám đại thụ xung quanh trực tiếp biến thành bột phấn ngay tại đương trường. Mà thế tiến công của Hỏa Tinh Viên Vương kia cũng là bị chặn lại. Tiểu tử chết tiệt, Hỏa Tinh Viên Vương nổi giận nhìn về cái thiết ấn cực lớn lơ lửng ở không trung. Chỉ thấy bên trên thiết ấn, Lâm Động cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn chăm chăm hắn. Tiểu cô lương có lòng tốt đánh vài tiếng đàn giúp vui cho ngươi, ngươi cái tên ngu xuẩn này cũng quá không hiểu phong tình rồi, Lâm Động trêu tức nó rồi nói. Hi hi. Nghe thấy Lâm Động nói đùa đến vậy, Ứng Hoan Hoan nhịn không được khẽ cười một cái. Tên này xem như là cố tình chọc giận Hỏa Tinh Viên Vương. Lão tử sẽ sắc ngươi. Hỏa Tinh Viên Vương quả thực đã bị Lâm Động chọc tức không ít, sát ý trong cặp mắt hỏa hồng hồng sắc tuôn trào. Nhưng mà khi hắn vừa muốn động thủ, sau lưng đột nhiên có hai luồng kình phong hung hãn dị thường lướt tới, chính là hai người Khương Côn bám theo. Đối với hai người Khương Côn mà nói, Hỏa Tinh Viên Vương kia hiển nhiên không dám xem thường. Hơn nữa lúc này hắn đang bị cái tiếng đàn quái dị quấy nhiễu, sức chiến đấu hạ thấp khá nhiều, lúc này chỉ có thể buộc xoay người lại một lần nữa cùng hai người Khương Côn quấn một bên. Lâm Động từ trên cao nhìn xuống vòng chiến hung bạo dị thường bên dưới, chợt bàn tay vung lên, long linh màu đen khổng lồ đang xoay trong thiết ấn nhanh chóng lướt xa, sau đó bao bọc lấy thân thể Ứng Hoan Hoan bên trong. Hắn nhìn ra được tiếng đàn kỳ dịu lăng ta dường như có công hiệu ức chế sức mạnh của Hỏa Tinh Viên Vương, có tiếng đàn của lăng ta tương trợ, trận chiến này có muốn thu thập Hỏa Tinh Viên Vương cũng không quá mức khó khăn. Tiếng đàn của Ứng Hoan Hoan tương đối quan trọng, cho nên phải bảo vệ nàng thật tốt một chút. Long linh gào thét, ánh mắt của Ứng Hoan Hoan kẽ liếc nhìn Lâm Động, chợt tốc độ gậy đàn trong bàn tay ngọc cũng đột nhiên gia tăng, từng luồng sóng âm xanh biếc từ không trung khuếch tán ra, không ngừng quấn quanh Hỏa Tinh Viên Vương đang kịch chiến với hai người Khương Côn bên dưới. Mà trong lúc hai người Khương Côn Viên Vương kịch đấu, Nguyên Phương đã mang theo một vài đệ tử khác nhanh chóng thối lui phía sau, hướng những đầu Hỏa Tinh Viên yêu đã bị Ứng Viên Viên thôi miên trước khi đó giải quyết từng tên một. Ầm ầm, trận chiến đấu dữ dội trong rừng sâu không ngừng điên cuồng bùng nổ. Có điều theo thời gian trôi qua, Hỏa Tinh Viên Vương kia dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hết tại mọi việc đều là do hiệu quả của tiếng đàn xâm thực của Ứng Hoan Hoan, bằng không chỉ sợ rất có thể khó có thể giữ chân được Hỏa Tinh Viên Vương này lại được. Cái tên đại gia hỏa này sắp kiên trì không nổi nữa. Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chú vào trận chiến bên dưới, cặp mắt nhịn không được xẹt một tia vui mừng. Bàn tay ngọc bất giác lật gậy chậm một chút. Đừng thả chậm tiếng đàn, Lâm Động cách Ứng Hoan Hoan gần nhất cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái tiếng công của tiếng đàn trở nên chậm lại, lập tức khẽ biến trầm giọng quát. Nghe được thanh âm của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan khẽ rung người một chút, nhưng mà khi nàng vừa định gia tăng thế công, Hỏa Tinh Viên Vương đứng dưới ngẩng mặt lên trời gào thét dữ dội, thanh ngầm gào thét cực lớn không ngờ có thể ngăn cản tiếng đàn thoáng chậm lại một chút kia. Ầm ầm, trong khoảnh khắc khi tiếng đàn bị chặn lại, khí thế Hỏa Tinh Viên Vương đột nhiên tăng vọt,
một quyền đánh ra mạnh mẽ đẩy lùi hai người Khương Côn về phía sau. Thoát bàn chân to lớn dẫm mạnh xuống đất, trực tiếp phóng thẳng phía sau. Cẩn thận, hắn muốn chạy. Khuôn mặt Ứng Hoàn Hoàn biến sắc vội vàng nói. Sau đó, bàn tay ngọc của nàng đột nhiên gậy mạnh xích đàn, ý đồ muốn ném Họa Tinh Viên Vương cản lại. Hống hống. Và lúc này Họa Tinh Viên Vương cũng học theo được sự thông minh, tiếng gầm gừ đình tài nhức óc đem xen lẫn năng lượng hung hồn không ngừng điên cuồng từ miệng nó truyền tới, khiến tiếng đàn của Ứng Hoàn Hoàn ít nhiều bị quấy nhiễu. Chết tiệt. Thấy thế, Ứng Hoàn Hoàn lập tức khẽ cắn nhẹ đôi răng ngà, trong cặp mắt trong suốt chợt lóe hàn mang. Nhưng mà vào lúc nàng sắp vận dụng một vài thủ đoạn gì thì Lâm Động từ trên đầu vẫn đứng yên, nhìn chăm chú tất cả, đột nhiên vọt mạnh. Vù, tốc độ Lâm Động cực mạnh, chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Họa Tinh Viên Vương. Chỉ là phế vật ngũ nguyên niết bàn còn dám ngăn cản bốn vương không biết sống chết. Họa Tinh Viên Vương nhìn thấy Lâm Động trước mặt, lập tức phẫn nộ cười một tiếng, nắm đấm cực lớn trực tiếp mang theo kình phong cuồn cuộn hung hăng đánh về phía Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận! Đám người Ứng Hoàn Hoàn phía dưới nhìn thấy một màn như vậy lập tức kinh hãi, bọn họ biết rõ ràng công kích của Họa Tinh Viên Vương cuồng bạo thế nào. Ầm, nắm tay cực lớn nhanh chóng phóng lên trong đồng tử của Lâm Động, nhưng mà mặt hắn như cũ bất động tại chỗ như là cái giếng cổ. Ngay chỗ mi tâm hắn, một khe nứt màu xanh nháy mắt ngưng tụ, sau đó nhanh chóng vỡ ra, một con mắt màu xám ẩn chứa hung khí ngập trời một lần nữa hiện lên. Hoàng Vu Yêu Nhãn. Cùng lúc này, thấy trên trán giữa của mi tâm Lâm Động Yêu Nhãn còn có đám người Ứng Hoan Hoan, ngay sau đó ánh mắt bọn họ đột nhiên ngừng trọng lại.